Xin chào cả nhà. Hôm nay trời nắng im quá, mình đổ lúa giống ra mình phơi lúa giống cả nhà để chuẩn bị xuống giống xạ vụ ba nè. Chào cả nhà. Coi lúa giống nè. Cắn thử hộp rồi kêu ốc chứ kêu rồi em. Sáng giờ cô giờ mình cào vô lại cái nhà ơi. Wow.